mình mà ăn uống cho cái này hả? Đặt trước đi. Anh em trật tự đã. Không giữ cái bạt đó. Không giữ cái bạt đó. Đó. Giữ cố lại. Giữ cố lại. Bạt vệ sinh. Hiện tại có chủ tịch phường Hồng nhanh lên, tới đây chụp tới gì? Rồi bỏ được ráng, bỏ được ráng rồi. Rồi mấy cái vỏ cá anh đâu? Đâu có đâu anh. Ơi sao lại vụt xuống sông? Còn lãnh đạo phường thứ hai đây là cái họp
ram dốc đi xuống xử lý cũng dài lập vi phạm cần giờ xử lý dài. Thôi cái này mấy anh quản lý đô thị kiểu này thì chết rồi. Dạ. Cứ nhà giàu nó ok thoải mái và nhà nghèo bỏ đống cát thôi là mấy anh xử người ta rồi, trong khi nhà giàu cũng xây cũng làm gì làm, còn người nghèo bỏ một đống cát là mấy anh xử không được. Thay đổi cái đó đi. Phần trước Thái ơi, còn cái khúc lông nữa nha. Rồi đang à, và mấy ông lưu ý là xây dựng cái này là sai nhá. Người nghèo nó đổ đống cát để mấy ông xử lý ngay, mấy nhà giàu ông xây thoải mái. Bây giờ cái này đã xử lý đi, mấy giao cho phường nhá. Ở đây cấm cấm tàu gì? Dạ, em nói không biết em tính gì. Vâng ơi, gọi dòng cảnh sát giao thông Vâng ơi. Lấy đồ ra gì vậy? Anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi, dùng đi, còn đúng rồi, chai gì kìa, tôi chạy, 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 tôi ch
mời chủ xe ra đi. Anh có lấy dòng tàn nó mới bạn được ra chứ anh nói gì. Anh cứ mời ra đi. Anh phạt bao nhiêu tôi cũng chấp nhận hết. Mù mờ cái vấn đề mà phạt vỉa hè chứ nhiều lúc mà không có cái thông báo thông tư gì rõ ràng hết trơn. Hiện nay phạt là phạt xe ô tô của anh đang đổ vỉa hè 1m2. Đúng, nói anh là cái vỉa hè giờ tôi dùng và anh cho quy định là từ cái nhà của ta ra 1m2 là anh đậu là vi phạm, là tôi nói là tôi là không dám đậu luôn á. Thì nói anh là tôi không có quyền để cho quy định, đấy là quy định của nhà nước. Không, nhà nước là không có, không có à, không có thông tư cho dân coi đàng hoàng, tôi không có luôn nữa. Không ai mà đọc được cái thông tư đó chứ. Nhưng mà quy định này vẫn cho là đậu trong vòng trong vỉa hè là lớn chiếm bao nhiêu mà chứ đâu có đâu phải là đường làm không biết, nhưng mà riêng phường Bến Nghé này không có cho anh, nếu mà có cho cũng cho anh để xe máy thôi chứ không để được xe hơi đâu. Ủa nhưng mà sao tại có chỗ thì là cho để, có chỗ không cho để là sao đó làm để là không cho để. Hiện tại anh đang kiểm tra xe, anh đang lấy chiếc vỉa hè đó, tôi gọi lấy lời kiểm tra đó. Thank you.